Ngay lúc nhận được cái thông tin về các cháu bị đuối nước thì quân khu đã kịp thời chỉ đạo lực lượng tại chỗ, ban chỉ huy quân sự Tam Nông, bộ chỉ huy quân sự tỉnh huy động lực lượng, phương tiện là thâu đêm để tìm kiếm các em bị mất tích. Và đồng thời là cũng chỉ đạo lữ đoàn 543 huy động cái lực lượng, phương tiện, tàu xuồng kịp thời hạ thủy để phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng của địa phương của huyện Tam Nông của tỉnh Phú Thọ và tìm kiếm. Và hiện tại bây giờ đã cứu được một em và đã tìm thấy được một em. Hiện tại còn 4 em, 2 nam 2 nữ, thì chúng ta tiếp tục tổ chức cái lực lượng phối hợp với địa phương tìm kiếm.